A-di-đà-phật. Câu chuyện thứ ba. Trước miếu Quan Âm, mỗi ngày có vô số người tới thắp hương lễ Phật, khói hương nghi ngút. Trên cây xả ngang trước miếu có con nhện trăng tơ, mỗi ngày đều ngập trong khói hương và những lời cầu đào. Nhện dần có Phật tính, trải nghìn năm tu luyện, nhện đã linh. Phật dừng lại hỏi nhện: ta gặp ngươi hẳn là có duyên, ta hỏi ngươi một câu, xem ngươi tu luyện 1000 năm nay có thật thông tuệ chăng, được không? Nhện gặp được Phật rất mừng rỡ, vội vàng đồng ý. Phật hỏi: thế gian cái gì quý giá nhất? Nhện suy ngẫm rồi đáp: thế gian quý nhất là những gì không có được và những gì đã mất. Phật gật đầu đi khỏi. Lại 1000 năm nữa trôi qua, nhện vẫn tu luyện trên thanh xà trước miếu Quan Âm. Phật tính của nhện đã mạnh hơn. Một ngày, Phật đến trước miếu hỏi nhện: ngươi có nhớ câu hỏi 1000 năm trước của ta không? Giờ ngươi đã hiểu nó sâu sắc hơn chăng? Nhện nói: con cảm thấy trong nhân gian quý nhất vẫn là không có được và đã mất đi ạ. Phật bảo: ngươi cứ nghĩ nữa đi, ta sẽ lại tìm ngươi. 1000 năm nữa lại qua. Có một hôm, nổi gió lớn, gió cuốn một hạt sương đọng lên lưới nhện. Nhện nhìn giọt sương, thấy nó long lanh trong suốt, sáng lấp lánh, đẹp đẽ quá. Nhện có ý yêu thích. Ngày ngày nhìn thấy giọt sương, nhện cũng vui. Nó thấy là ngày vui sướng nhất trong suốt 3000 năm qua. Bỗng dưng, gió lớn lại nổi, cuốn giọt sương đi. Nhện dây khắc thấy mất mát, thấy cô đơn, thấy đớn đau. Lúc đó, Phật tới, ngài hỏi: nhện, 1000 năm qua, người đã suy nghĩ thêm chưa? Thế gian này, cái gì quý giá nhất? Nhện nghĩ tới giọt sương, đáp với Phật: thế gian này, quý giá nhất chính là cái không có được và cái đã mất đi. Phật nói: tốt, nếu người đã nhận thức như thế, ta cho người một lần vào sống cõi người nhé. Và thế, nhện đầu thai vào một nhà quan lại, thành tiểu thư đài các. Bố mẹ đặt tên cho nàng là Châu Nhi. Thoáng chốc, Châu Nhi đã 16, thành thiếu nữ xinh đẹp, yểu điệu, duyên dáng. Hôm đó, Tân Trạng Nguyên Cam Lộc đỗ đầu khoa, nhà vua quyết định mở tiệc mừng sau vườn Ngự Uyển. Rất nhiều người đẹp tới yến tiệc, trong đó có Châu Nhi và trưởng phòng công chúa. Trạng Nguyên trổ tài thi ca trên tiệc, nhiều tài nghệ khiến mọi thiếu nữ trong bữa tiệc đều phải lòng. Nhưng Châu Nhi không hề lo âu, cũng không ghen, bởi nàng biết chàng là mối nhân duyên mà Phật đã đưa tới dành cho nàng. Qua vài ngày, tình cờ Châu Nhi theo mẹ lên miếu lễ Phật. Cũng lúc Cam Lộc đưa mẹ tới miếu. Sau khi lễ Phật, hai vị mẫu thân ngồi nói chuyện. Châu Nhi và Cam Lộc tới hành lang tâm sự. Châu Nhi vui lắm. Cuối cùng, nàng đã có thể ở bên người nàng yêu. Nhưng Cam Lộc dường như quá khách sáo. Châu Nhi nói với Cam Lộc: chàng còn nhớ việc 16 năm trước của con nhện trên xà miếu Quan Âm chăng? Cam Lộc kinh ngạc hỏi: Châu Nhi cô nương, cô thật xinh đẹp, ai cũng hâm mộ, nên trí tưởng tượng của cô cũng hơi quá nhiều chăng? Nói đoạn, chàng cùng mẹ chàng đi khỏi đó. Châu Nhi về nhà nghĩ: Phật đã an bài mối nhân duyên này, vì sao không để cho chàng nhớ ra chuyện cũ? Cam Lộc, vì sao lại không hề có cảm tình với ta? Vài ngày sau, vua có chiếu ban cho Trạng Nguyên Cam Lộc sánh duyên cùng công chúa Trưởng Phong. Châu Nhi được sánh duyên với thái tử Tri Thụ, tim như sấm động giữa trời quang. Nàng không hiểu vì sao Phật tàn nhẫn với nàng thế. Châu Nhi bỏ ăn uống, nằm khô nhắm mắt nghĩ ngợi đau đớn. Vài ngày sau, linh hồn nàng sắp thoát khỏi thân xác, sinh mệnh thoi thóp. Thái tử Tri Thụ biết tin,
vội vàng tới, phục xuống bên giường nói với nàng. Hôm đó, trong những cô gái giữa bữa tiệc sau vườn Thượng Uyển, ta vừa gặp nàng đã thấy yêu thương. Ta đã khốn khổ cầu xin phụ vương để cha ta cho phép cưới nàng. Nếu như nàng chết thì ta còn sống làm chi? Nói đoạn, rút gươm tự sát. Và giây khắc ấy, Phật xuất hiện. Phật nói về linh hồn sắp lìa thể xác Châu Nhi. Nhện, người đã từng nghĩ ra, giọt sương, cam lộc là do ai mang đến bên ngươi chăng? Là gió, trường phong mang tới đấy, rồi gió lại mang nó đi. Cam lộc thuộc về công chúa Trường Phong. Anh ta chỉ là một khúc nhạc thêm ngắn ngủi vào sinh mệnh ngươi mà thôi. Còn thái tử Chi Thụ chính là cái cây nhỏ trước cửa miếu Quan Âm đó. Anh ta đã ngắm ngươi 3.000 năm, yêu ngươi 3.000 năm, nhưng ngươi chưa hề cúi xuống nhìn anh ta. Nhện, ta lại hỏi ngươi, thế gian này cái gì là quý giá nhất? Nhện nghe ra sự thật, chợt tỉnh ngộ. Nàng nói với Phật, thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ. Vừa nói xong, Phật đã đi mất. Linh hồn Châu Nhi quay lại thể xác, mở mắt ra, thấy thái tử Chi Thụ định tự sát. Nàng vội đỡ lấy thanh kiếm. Phật nói, nếu không nợ nhau, làm sao gặp gỡ? Duyên đến nên quý, duyên hết nên buông. Hoa nở là hữu tình, hoa rơi là vô ý. Người đến là duyên khởi, người đi là duyên tàn. Duyên sâu thì hợp, duyên mỏng thì tan. Vạn pháp do duyên, vạn sự tùy duyên. Bởi yêu khắc cốt ghi tâm mà cảm thấy cuộc đời như mơ. Kiếp trước ngoái đầu nhìn 500 lần mới đổi được một lần gặp mặt ở kiếp này. Đừng bỏ lỡ. Cội nguồn của tình yêu nằm sâu trong mỗi chúng ta. Chúng ta có thể giúp người khác hạnh phúc. Một lời nói, một hành động, một suy nghĩ cũng có thể làm vơi nỗi buồn và tăng hạnh phúc cho người khác. Nhân duyên trăm năm, sai trong một phút, quay đầu tìm lại, tình đã thành không. Yêu rồi biệt ly, oán rồi hội hợp, buông tay về trời, tất cả đều thành hư vô. Tu trăm kiếp mới chung thuyền, tu ngàn kiếp mới chung chăn gối. Kiếp trước ngoái đầu 500 lần, đổi lại kiếp này một lần gặp gỡ. Trong kinh Phật có nói, kiếp sống con người chỉ là một giai đoạn trong dòng chảy luân hồi. Kiếp này nối tiếp kiếp khác, có sự thừa hưởng và kế thừa lẫn nhau. Nhiều cặp vợ chồng, đôi lứa đang sống với nhau mà một trong hai người bỗng có tình cảm với người khác, dẫn đến chuyện chia tay. Những người trần sẽ nói, người kia là trăng hoa, đều cáng, sở khanh. Nhưng thật ra, đó chỉ là người ta đã trả xong nợ và đã đến lúc phải rời đi. Và chuyện tình cảm không thể níu kéo được. Trong cuộc đời mỗi người chúng ta sẽ gặp hàng nghìn, hàng vạn người. Có người sẽ ở bên ta một thời gian dài, nhưng cũng có người chỉ thoáng qua như một cơn gió. Còn người gặp nhau là bởi chữ duyên, sống và yêu nhau là bởi chữ nợ. Để yêu một người thì không cần cố gắng, chỉ cần có duyên là đủ. Nhưng để tiếp tục và giữ tình yêu đó thì phải cố gắng. Tình yêu giống như sợi dây, hai người ở mỗi đầu cùng kéo. Chỉ cần một bên kéo căng hoặc bỏ lơ, tình yêu ấy sẽ căng thẳng hoặc trùng xuống. Vậy nên, khi bạn tìm kiếm người ở đầu dây bên kia, hãy cân nhắc thật kỹ. Hoặc bạn có quá nhiều sợi dây tình cảm, hoặc bạn cứ liên tục tìm cái mới, hoặc khi dây đã đứt, bạn không còn can đảm hay lòng tin tình yêu để đi tìm một tình yêu mới nữa. Bất kể thế nào, khi sợi dây đó đứt, bạn chỉ mất đi một người không yêu bạn, nhưng người đó đã mất đi một người yêu họ. Mất một người không biết trân quý bạn, có gì phải buồn rầu?
bởi đó chính là cơ hội để bạn gặp được người biết quý giá và trân trọng bạn.